Sau gần 3 tháng chậm trễ thì vào ngày hôm nay, Toyota Việt Nam bắt đầu tiến hành đợt triệu hồi và sửa chữa 3.810 chiếc xe Vios sản xuất trong nước bị lỗi túi khí Takata. Tại Việt Nam có 2 dòng xe bị ảnh hưởng bởi lỗi này, bao gồm 148 xe Corona nhập trực tiếp từ Nhật Bản và 3.810 xe Vios sản xuất trong nước. Đợt triệu hồi này của Toyota dự kiến triển khai từ mùng 1 tháng 9 năm 2015. Tuy nhiên đến nay mới tiến hành sửa chữa thay thế cho dòng xe Corona. Số lượng được sửa chữa thay thế cũng rất hạn chế, chỉ được 7%. Lý giải cho sự chậm trễ này, theo Toyota thì vẫn là do nhà cung cấp túi khí không thể đáp ứng được nguồn cung. Thì đối với xe Corona nhập khẩu thì hiện chúng tôi đã tiến hành chiến dịch từ ngày 26 tháng 9. Riêng đối xe Vios, do cái sự khó khăn về việc cung cấp phụ tùng từ nhà sản xuất Takata do số lượng ảnh hưởng trên toàn cầu quá lớn. Vì thế mà cái chiến dịch không được bắt đầu sớm như chúng tôi dự kiến. Ngoài việc phải triệu hồi các xe bị lỗi túi khí, xe của Toyota cũng đang dính nghi án về việc xe bị đâm nát đầu mà túi khí không nổ. Tuy nhiên, Toyota khẳng định không phải cứ đâm mạnh là túi khí bung ra, túi khí chỉ bung ra trong tình huống thực sự đe dọa tới tính mạng người ngồi trên xe. Câu trả lời này hiện nay vẫn chưa thể thuyết phục được người tiêu dùng.